chào cả nhà đã quay lại với kênh Bưởi Vlog ngày hôm nay. Hôm nay có tiết mục gì ha? Hôm nay anh xã nhà mình sẽ thực hiện một bữa ăn gia đình để chào mừng ngày 8 tháng 3 ha. Mời cả nhà cùng đón xem video nhé. Thank you.
mới đi ngắm được. Hôm nay mua được nè. Rồi tình hình dịch đây đặt hai hay là bán bao nhiêu? Gì bán quá trời. Từ ngày sáng đi chợ ra. Mà đi chợ tôi phiền lại mấy cây à.
ha, video cần có gì cần thay đổi thì để thay đổi để kênh ngày một tốt hơn à. Hãy subscribe.